Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư Tiền Tử. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách tham gia Lan Smart thứ 7 ở trên bybit.com. Thì cái dự án này nó có tên là izumi.finance. Trong thời gian vừa qua thì anh chị cũng biết là sàn Bybit nó tổ chức bán Lan Smart rất là nhiều những cái dự án. Thì những cái dự án được bán ở trên Bybit Lan Smart nó có sự tăng trưởng rất là ổn định. Ngày hôm nay thì là một cái dự án làm về cung cấp dịch vụ thanh toán đa chuỗi ở trên sàn phi tập trung, chạy trên nền tảng của Uniswap version 3 ha. Nó có tên là izumi.finance. Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì mình nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa đăng ký sàn Bybit thì mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký. Rồi, sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay. Thì anh chị biết là thời gian vừa qua những cái dự án được bán ở trên Bybit Launchpad á, nó bán theo cái cách á, là khi mà anh chị sử dụng sở hữu cái đồng Bybit, đồng Bit token á, thì anh chị sẽ được phép tham gia mua Launchpad ở trên Bybit. Cũng tương tự như những anh chị nào mình đã từng tham gia mua Launchpad ở trên Binance, thì anh chị sở hữu đồng BNB. Khi mà anh chị sở hữu càng nhiều thì anh chị sẽ nhận được token càng nhiều. Thì ở bên đây cơ chế nó cũng tương tự vậy. Thì làm cách nào để tham gia? Thì điều thứ nhất á, là đầu tiên anh chị cần phải tạo cho mình một cái tài khoản ở trên Bybit Launchpad và mình xác minh tài khoản cấp 1 ha. Đó là điều thứ nhất. Rồi, điều thứ hai là mình phải nắm giữ tối thiểu 50 bit token ở trong ví của anh chị ha. Tối thiểu ha. Rồi, thì khi mà anh chị nắm giữ càng nhiều bit token á thì anh chị sẽ nhận được càng nhiều. Rồi. Rồi thứ hai, thứ ba là anh chị cần phải để cái đồng token Bit của mình ở trong tài khoản giao ngay hoặc là tài khoản BeFi ha. Chứ anh chị không được là để trong những cái vùng khác. Khi mà anh chị đem đi staking này kia thì nó sẽ không chụp được cái số dư Bit token ở trong ví của anh chị. Đó. Rồi thì nó sẽ đếm ngược trong vòng 7 ngày nữa. Sau 7 ngày thì nó sẽ tính số Bit trung bình 5 ngày của anh chị. Khi mà anh chị sở hữu càng nhiều Bit thì anh chị sẽ được phép mua càng nhiều. Thì giá của một cái đồng EZI này là 0.04 đô la và mỗi người được mua tối đa là 10.000 đồng EZI ha. Đây là tổng phân bổ là 11.250.000 đồng EZI. Rồi thì cái dự án izumi.finance này nó có điều gì đặc biệt thì em sẽ cùng anh chị tìm hiểu. Thì thứ nhất á, là Izumi là EZI là token gốc của Izumi.finance, là một nhà cung cấp thanh khoản đa chuỗi trên Uniswap version 3. Thì điểm nổi bật của cái dự án Izumi Finance này là một giao thức farm đa chuỗi đầu tiên cho phép khai thác dịch vụ thanh khoản có thể lập trình ở trên Uniswap version 3. Đồng thời, giao thức này có thể mở rộng với chức năng Uniswap version 3 với chức năng là AMM, đó là Automatic Market Maker anh chị ha. Đó là hiểu đơn giản vậy cho các chuỗi chạy trên lớp 2. Mục đích của giao thức này là thời gian, là giúp anh chị có thể là tiết kiệm thời gian và giảm chi phí chuyển token từ chuỗi này sang chuỗi khác với một mức phí cực kỳ rẻ thôi. Giống như anh chị mình, những người nào á mà mình chuyển đổi token từ mạng lưới của Ethereum đúng không, qua mạng lưới của BSC, thì anh chị sẽ tốn một cái khoản phí rất là mắc. Giống như là nếu mà anh chị không biết sử dụng blockchain á, thì anh chị đầu tiên á là anh chị phải chuyển về sàn giao dịch, những cái sàn giao dịch nào hỗ trợ mạng lưới của hai cái mạng lưới đó đúng không. Sau đó thì mình sẽ phải chuyển tới chuyển lui, nó rất mất thời gian. Nhưng mà Izumi ra đời là nó giúp giải quyết cái vấn đề mà anh chị chuyển đổi từ mạng lưới này qua mạng lưới khác với mức phí cực kỳ rẻ, không tới 1 đô la. Thì cái mức phí này nó rất là rẻ anh chị. Nếu mà anh chị nào đã sử dụng cái mạng lưới của Ethereum á, nội thôi, chuyển từ ví MetaMask hay là ví Trust về sàn giao dịch thì tối thiểu anh chị cũng mất 5-6 đô. Nhưng mà khi mà anh chị thực hiện một cái giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum á, nó lên tới vài chục đô luôn. Thì thực hiện một cái lệnh thôi đã mất rất là nhiều tiền rồi. Thì Izumi Finance ra đời với mục đích là giải quyết cái vấn đề đó. Thì em đánh giá cái dự án Izumi Finance này là một cái dự án cực kỳ tốt và có khả năng tăng trưởng cực kỳ nhiều trong thời gian sắp tới ha. Rồi, thì được hỗ trợ bởi các quỹ rất là lớn anh chị,
mình sẽ qua trang web của nó, được hỗ trợ bởi rất là nhiều các quỹ lớn. Thì anh chị thấy á, là quan hệ đối tác với Bybit nè, đó, MSC Global nè, gay.io ha, rồi mạng Polygon, rồi Dora Victory, đó, HK Capital, EOSG Venture, đó, đây là những cái tên tuổi rất là lớn ở trên thị trường ha. Thì không phải ai tham gia vào thị trường này cũng biết, nhưng mà đa phần á, những cái quỹ này nó cực kỳ lớn ha. Thì nổi tiếng thì anh chị giống như Bybit nè, gay.io, rồi MSC thì anh chị đều biết đúng không? Đó, rồi thì về thông số token của dự án này, tổng nguồn cung của nó là 2 tỷ token. Thì nguồn cung ban đầu là chỉ là 0,56% tổng nguồn cung thôi, với mức giá được bán ở trên Bybit là 0.04 đô la. Tổng phân bổ ở trên Bybit là 11 triệu 250 đồng EZI. Rồi, thì thời gian á, là không khóa và loại token là ERC20. Thì những anh chị nào mình tham gia Mulan Spot ở trên sàn Bybit thì mình chỉ cần là nắm giữ cái đồng token Bit. Thì sau đây em sẽ xem là cái vùng giá này nó có phù hợp để cho anh chị nắm giữ hay không. Rồi ha, thì mình sẽ qua vùng giá của đồng Bit token. Thì anh chị thấy là với mức giá được bán niêm yết khi mà chào sân ở trên Bybit á, được niêm yết ở trên Bybit á, nó là 1,45 đô. Rồi, thì đỉnh điểm của nó là 3 đô và thời điểm hiện tại nó là 1,8 đô. Thì nếu mà anh chị nào á mình đầu tư về token sàn thì mình sẽ hiểu một điều. Những cái sàn giao dịch á là thường á là khi mà anh chị nắm giữ token sàn thì anh chị thứ nhất là anh chị sẽ được quyền lợi là sao? Là mình được phép mua những cái land spot ở trên những cái sàn giao dịch. Và thứ hai là những cái sàn giao dịch phát triển tốt á là cái giá token nó tăng trưởng rất là kinh khủng. Thì anh chị hãy nhìn BNB của sàn Binance là một cái đồng coin nó tăng trưởng rất là kinh khủng. Vào 2018 á, 2018, 2019 thì 2018 thì cuối 2018 anh chị. Thì lúc đó em biết tới BNB lúc đó mới chỉ là 4 đô thôi. Nhưng mà thực sự hồi đó mình mới bước vào thị trường và mình không có niềm tin. Ngay cả khi mà BNB nó về vùng 8 đô á, lúc đó thì thực sự là mình không có tiền để mình mua. Và em cũng nói những cái anh chị bạn bè của em mua BNB vùng giá 8 đô, nhưng mà họ vẫn không giữ được anh chị ha. Nhưng đó là một bài học để mình đưa ra một cái kinh nghiệm, mình rút ra một cái kinh nghiệm để làm sao để khi mà mình nắm giữ những cái đồng token sàn tiềm năng á thì mình hãy nắm giữ nó đi, thì giữ càng lâu cái quyền lợi của mình càng nhiều ha. Đó rồi, thì sàn Bybit là một cái sàn giao dịch nó rất là tốt, được đứng sau bởi các quỹ rất là lớn và nó đã tồn tại ở trên thị trường rất là lâu rồi. Và tính tới thời điểm này á là nó đã khẳng định cái vị thế của nó ở trên trên thị trường crypto đó anh chị, nên hiểu không? Và những cái dự án được bán ở trên Bybit Launchpad á là những cái dự án đã được thẩm định rất là kỹ và những cái dự án đó đứng sau bởi rất là nhiều những ông lớn. Thì em muốn chia sẻ với anh chị về token Bit ha. Thì anh chị có thể là nắm giữ ở mức giá hiện tại, nếu mà nó càng xuống anh chị càng mua, mua chung bình giá thì chắc chắn trong tương lai anh chị sẽ nhận được ha một cái khoản lợi nhuận rất là tốt đó. Nên là nếu mà mình xác định mình nắm giữ token Bit này thì mình hãy mua và giữ nó, thì cái quyền lợi á là thứ nhất anh chị có thể là đem đi staking nhận lãi, hay là cứ mỗi khi mà nó bán land spot á là mình được mua đó, nó rất là tiện. Rồi thứ ba nữa là anh chị khi mà giao dịch ở trên đây anh chị nắm giữ đồng token Bit thì anh chị cũng nhận được là cái quyền lợi là giảm phí giao dịch đó. Rồi thì cái phần giới thiệu cho anh chị và hướng dẫn tham gia cách mua land spot ở trên Bybit như thế nào thì em cũng đã hướng dẫn rồi. Thì video của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị video này, mình có thể nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa tham gia vào channel của đầu tư tiền tử thì nhấn vào đường link bên dưới để tham gia. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.